Ôi nhân viên ở đây đông được sự. Mọi người vui quá à? Bà kiểu vui vui thân sao? Thân thiện, mọi người thân thiện quá đi. Tìm kiếm là mới thân ra không? Ôi trời ơi. Quá trời, này ừ, này này thanh subscribe quá trời anh, luôn. Anh subscribe kênh cho anh trai mình nhá. Kênh nào em những mấy ngàn nhân viên kia. Anh, em vô ngồi nhưng mà cứ kêu em anh trai hoài em về được không? Ở đâu đâu? Em nhìn chim gà này nhá. Em nhìn chim gà này nhá. Trời ơi bà. Người không ai lạnh hết trơn. Em rất là yếu, em cần phải tập thể dục gấp. Đến tiền gấp em ơi. Nani? Nani? Omae wa mou shinde iru. Tụi mình đi kiếm cái chỗ sát biển cho đẹp ha. Rồi, cảm ơn em nha. Chỗ này rất nguy hiểm nha. Chỗ này nè, nó bị dấp dấp sao á. Chứ đây là phía bên dưới. Đẹp nhờ. Ôi, đẹp. Chuyện. Đi hai người. Dạ, đi hai người anh. Anh tối hả chị? Anh tối á. Hiện tại đây này là 6:35 anh em. Khá là sớm. Ở đây có một buổi tổ chức sinh nhật. Hả? Cái này đẹp thật sự. Bé này nó đi nhanh thiệt chứ. Thank you anh. Hai cái menu hả anh? Bốn cái cũng được hả ông ơi? Hấp dẫn thật sự. Anh nên ngó giùm em ngay cái mặt rồi em chưa? Chỉnh giùm em đây đó, có cái nút chỉnh nè, à, lên xuống nè, à, chỉnh qua chỉnh lại nè, chỉnh giùm em nha. Cái kiểu mà cũng ít thì ít mà cũng ít giờ nè. Ừ, ít giờ thì ra ngoài sao mới đưa. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Hợp lý không anh? Chắc về sắm rồi, cho anh biết giá luôn, cây này 3.1 triệu, cây điện thoại 25 triệu xong hết. Không, điện thoại của Mi Giang vậy thôi, tầm 20 triệu thôi. Bỏ cái điện thoại này nó ngược rồi. Ui. Trời ơi. Ê, ê anh nãy giờ anh không nói, cho anh mượn cái. Đó giờ em chưa cầm 12 Pro Max luôn anh, cho mượn nha. Mượn một phút này. Mở lên giùm em cái được không? Ôi, đỉnh thật sự. Cái này là thoát ra được không? Không biết được. Cái này coi pin có bị lắc không anh? Không hả? Trời ơi, hấp dẫn. Chốt duyệt. Nhất là cái nhờ thử nét này. Duyệt. Nói chung em chỉ cần nhiêu đó thôi. Không, em test camera nữa. Wow. Ui, camera được thật sự. Đợi gặp rồi, cảm ơn anh. Anh ấy, tụi em đẹp lắm anh. Nãy giờ anh đã. Thôi em chọn món. Nãy giờ chuyên môn bị lạc lòng. Có lên YouTube không anh? Hả? Cái này có lên YouTube. Có nhá. Quay là phải lên chứ. Xíu đăng ký kênh rồi. Một lượt đăng ký nè, hai lượt đăng ký. Làm liền được không anh? Làm liền đúng rồi. Anh trai mình. Cái gì anh trai? Trời ơi đi về luôn bây giờ anh trai. Em có cái kiểu em gánh thôi. Vô lý. Đấy, thêm một đăng ký nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, tập trung chuyên môn nào. Con máy này là bao tiền? Cây chống rung. Cây này gọi là cây gimbal. 3.1 90. Rồi, cái này là 25 triệu nữa. Không, cái điện thoại này là do nó có 5G thôi. Nó cũng y chang như vậy, nhưng mà nó không có 5G thì nó khoảng 21 triệu thôi. Mà tính năng y chang, mọi thứ y chang. Cái này có 5G. Việt Nam mình không có 5G cho nên có cũng không có xài được. Chắc mình phải test sử sắm cây này. Cây này là chống rung tốt nhất dành cho điện thoại, nên mua cây này. Đừng có mua mấy cái cây rẻ rẻ 2 triệu, xài ức chế lắm. Nói thiệt. Cái này để về bên nhiêu? Cây này 3.2 triệu. 3.1 triệu 90. 3.2 triệu chọn. 3.2 triệu chọn em. Nhưng mà có chỗ ba bữa bán 3.090 à. Nói chung cứ search Google và lựa cái shop nào rẻ nhất mua. Đồ đây nó bảo hành mà lo gì, cái gì để em mua lên. Cứ xài mà hư thì biết rồi. Đúng rồi, mà nói chung nó bảo hành 12 tháng, nhưng tháng thứ 13 nó mới hư. Vậy đó. Cho nên là khỏi gần trong chờ bảo hành. Để
Về làm việc vui đi em. Vui hả? Ở đây vui hả? Vui quá nhỉ? Không. Đâu cho em chào ba anh cái. Đây là một anh nè. Hai anh. Quân nhân viên ở đây đông được. Mọi người vui quá hả? Mà kiểu vui vui thân sao? Thân thiện, mọi người thật thân thiện quá đi. Tìm kiếm là mới thân ra không? Trời ơi, quá trời, nay 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 tăng subscribe quá trời anh, luôn. Subscribe kênh cho anh trai mình nhá. Kênh nào em những mấy ngàn nhân viên kia. Anh, em vô ngồi nhưng mà cứ kêu em anh trai hoài em về được không? Kênh nào em mấy ngàn nhân viên anh, một phát là lên. Quê hả? Không, này lúc bạc rồi, đang đợi. Lúc bạc, lúc bạc. Rồi, rồi, cảm ơn anh nha. Này, cái này khoảng một tuần nữa sẽ có video. Là ý là mình lên trên YouTube là mình thấy được cái video. Đúng rồi. Mọi người sẽ thấy được mọi người luôn đó. Thấy được không anh? Có. Anh có muốn lên sóng không? Có gì. Không, mới cho mình cùng người đẹp không? Em gái. Cho lên sóng. Đây, đây anh, đây là khung hình chính của em. Đó. Đây kiếm người yêu được. Đây kiếm người yêu được á. Được. Thật sự dễ thương mà quá trời dễ thương. Các anh đây đều chưa có người yêu cho mọi người. Lần đầu được lên làm diều tốt mời, cảm thấy vui mừng. Nghe căng thẳng quá vậy trời. Này quá. Mọi người hãy ủng hộ kênh cho anh Giai nha. Rồi, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều. Mọi người rất nhiều. Này chắc phải kêu sạch menu ở đây quá. Nó giỡn, nó giỡn. Tại tính em hay giỡn lắm. Hào điếu. Em ăn hào được không? Ăn sống không được nha, em ăn sống được nha. Chín rồi này, chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Vậy là một hào điếu đi. Ở đây đồ ăn nó to lắm, hôm nọ anh kêu nhiều món, chị kia chị cản anh lại. Chị ấy nói chung anh là ăn một lần tâm lý. Anh hôm nọ anh kêu 5-6 món. Đói mắt đúng không? Đói, cái đói kiểu là no bụng, đói con mắt á. Cái chị ấy mới bảo là anh nên ăn trước nhiều đó, rồi nếu mà thiếu ăn kêu tiếp. Nói chung rất là dễ thương lắm. Hôm nọ là ăn bên cành hào một. Hôm nay ăn bên cành hào. Anh sẽ thua cái trơn á. Thành ra anh sẽ thua cái trơn. Trên này quá căng thẳng này. Anh lấy một nước tăng lực ạ. Chờ. Một bọc cũng. Cho em cam vắt đi. Thấy anh chứ. Không thấy đâu, nó góc miệng nội nó nhỏ lắm. Tầm tầm này nè, nếu mà tầm này thấy. Cúi xuống hai cái. Xuống. Rồi như đó đi anh. Cảm ơn anh nhiều. Lâu lắm rồi muốn được người xem mình nổi tiếng. Dạ. Anh sẽ được thấy em mặt anh mà. Anh tâm. Anh khoảng tuần sau anh vào kênh lại là thấy video. Cứ bây giờ mình đang thấy video là trên YouTube. Đọc bài món kiểm tra nha. Dạ. Mình có ba la uống hương trái tỏi này. Một gói hào điếu này. Trên cá mặn. Ôi nhân viên ở đây là kiểu người ta vui á. Dễ thương đấy á. Mình không có ngại cái việc mà người ta lại nói chuyện này kia, mình phiền không gian đâu mà cũng như vậy nó mới vui. Nó nhân viên rất là dễ thương mọi người. Cái nào mình là mấy sao anh nhỉ? Em không có sao. Ừ, hơi bị nói chung là cứ nhắc đến Vũng Tàu là biết mua gành hào như vậy. Chỉ cần như vậy thôi đúng không anh? Đúng rồi. Họ thank you. Dạ, nước cam bên này à? Nước cam bên này. Cá tính uống nước cam. Bên này cá tính mạnh uống bò hút. Có gì đó sai sai. Anh mạnh thì chị mạnh nữa đúng không? Không, anh yếu đuối. Cũng tài lanh nữa. Của mình vẫn ổn. Em tin anh phạt em không? Anh phạt em một phát bây giờ. Ok bạn, đây là view xung quanh. Có một cái biển báo rất là to. Ngon thật sự. Ngon thật sự. Cái này là gỏi á hả? Ừ. Đâu? Cái này gỏi đâu? Chị lại. Đây là hào giang me. Sao biết rằng mẹ mà em nhìn ra con hào anh. lộn. Nà ní. Anh thích con gái làm cho anh những điều bất ngờ như vậy á. Còn gì bất ngờ quá hả? Bất ngờ quá hả? Mới mẻ trong cuộc sống. Bất ngờ quá hả? Quá bất ngờ luôn. Trời ơi, bất ngờ quá. Con sao biết nhìn ra con hào. Ủa nhìn giống nhau mà. Phải không ta? Em chẳng biết đó. Nhìn nó hao hao giống nhau. Vậy cả em cũng tiên hải sản cho lắm. Sao không nói anh dẫn ra khi ăn xúc xích. Ăn đi. Xúc xích. Xúc xích. Ừ. Xúc xích cả, chả cá viên chiên. Không, xúc xích không à. Không có chả cá gì chứ. Không, em xúc xích không ngán. Ngán hả? Ừ. Thêm dưa leo. Ăn kèm rau đó.
Hôm nay là chủ nhật cho nên hơi vắng xíu. Ngày thứ bảy có khi là không có chỗ để ăn luôn. Chủ nhật thì là tầm chiều, tầm trưa là người ta trả phòng, người ta về bớt rồi. Người ta là đi vào thứ bảy nè, xong là người ta qua đêm thứ bảy rồi tới tầm 12 giờ trưa chủ nhật là người ta xuất phát, người ta về lại Sài Gòn. Chứ này là lại ở Sài Gòn ABC thì dắt để ngày mai chuẩn bị có sức để đi làm vào ngày thứ hai. Đúng không em? ABC thì dắt là gì? A B C D E E G H I K L M N G L O O. Đó là bắt chữ cái. ABC thì dắt là nghỉ ngơi. Người ta đi chơi về người ta mệt, người ta cần phải nghỉ ngơi để ngày thứ hai người ta có sức, người ta đi làm. Em tưởng đó là những chữ trong bắt chữ cái chứ. Em muốn anh dạy không? Ngày xưa anh học bảng chữ cái giỏi lắm. Anh chỉ thuộc ba từ thôi. Tiếng nước của anh nó nông cạn vậy đâu em. Nhưng có đủ để làm em hạnh phúc không? Không. Vậy là không đủ. Không đủ. Đây là món cơm chiên cá mặn. Chiên cá mặn. Ăn xong tụi mình còn lên ngọn hải đăng xíu nữa các bạn. Đây là món cơm chiên cá mặn. Đây là món sò huyết rang me. Thôi em ăn đi. Dạ. Đây là món ốc hương cháy tỏi. Nó to hoa trà bá lửa luôn cả trời. Vừa đó. Một điểm nè, đủ 10 điểm là em gọi là em thưởng anh đúng không? Đủ 10 điểm là em thưởng cho anh đúng không? 10 điểm hả? Ok. Thưởng gì vậy? Đến lúc ấy rồi sẽ biết. Thank you anh. Em còn nhỏ lắm vậy, em mới 2k4 hả? 2k4 hả? Vâng ạ. Đó. 2k4 mà chịu khó. Em nghĩ chị bao nhiêu? Đó. Em nghĩ chị bao nhiêu? Chắc chị tầm 96 chứ. Nhảy rồng đi, nhảy rồng đi. Em nhảy rồng chết quá. Ờ, nhảy biển đi. Em nghe 21 thôi. À, 96 nè, đó anh đúng. Ở sao đâu? Em nhìn chịu già này nhá. Em nhìn chịu già này nhá. Trời ơi, bão tắt về. Mưa sơn. Ông mới đầu em đau lòng, em đau lòng quá. Em đau lòng quá. Nhân viên ở đây dễ thương á. Trời ơi, chân thật tí lộ đó. Lời thật có nghe chân thật có lòng em, anh thích gì đó. Em nói chân thật thôi chứ. Thật buồn quá hả? Sao bạn, muốn cuối lên rồi. Hầu điếu, chỏi hầu điếu. Đây bạn. Trong này là hầu đâu? Đây hả? À, chắc hầu là mấy này người ta cắt nhỏ rồi rồi. Thấy có vẻ ngon đó nha. Được không? Không được. Ăn nó cứ sật 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 đó mọi người. Ngon là ngon cái đó đó. Cảm giác gọi là đúng ăn cơm chiên. Có nhiều chỗ bán cơm chiên á, chiên cơm sao ăn nó yếu yếu à, nó không có cái cảm giác gặp hoặc gặp, nó không tạo cái cảm giác kia cơm chiên. Anh tạo cảm giác giỏi lắm á em. Vậy hả? Ừ. Tin nổi không? Hả? Tin nổi không? Không biết thì thử đi. Thôi thật chứ thử gì. Nhìn em già vậy hả? Nó dở mà. Bé ăn hết ngon. 2k4. Năm nay mới 16 tuổi. Còn suy nghĩ khá là trẻ con. Nói chung là chưa biết nịnh á. Mấy bạn này chưa biết nịnh. Chưa biết nịnh. Nghe nó thật. Chưa biết nịnh các bạn. Chưa biết nịnh ấy đâu. Không. Bạn nói tạo. Đâu lấy cái muỗng kìa kìa. Đâu? Hợp lý. Để bạn. Rau, cái này là bánh hồng tôm. Đây là hàu nè. Đây nè, đây nè. Sao em? Ăn hàu là tối nay bạn chữ cái học hơi đuối á. Nhìn em đứng tuổi hơn anh. Cây sai. Gì nữa?
Buồn quá. Vậy sao làm được lớn được, mình phải biết rồi. Ghét những chuyện buồn. Nhìn em ngon lắm em biết không? Vui chưa? Chưa. Còn buồn hơn. Chẳng biết. Em không mang hào sức đâu, tối em dạy ăn. Ủa anh mang khác vẫn còn sức chứ. Anh quyết định không ăn dao dầm. Để cho thích hợp bạn giữ cái. Không quan gì. Em có vẻ thích ăn cơm nhỉ. Ăn cơm chó thích ăn không? Cơm chó ăn nhiều no luôn á. Cơm chó thì ăn thường xuyên. Ngày nào cũng ăn. Bây giờ mình cho anh ta ăn nè. Tí anh chở em ra kia cho anh ta ăn. Dọc bờ biển á, bạn cơm chó nhiều lắm luôn. Này mấy bạn, nói chung đây là danh từ mấy bạn dùng để chỉ cái việc cặp đôi tình cảm tình tứ nha. Chứ mình không có thu thiển hay nói tục gì đâu nha. Mấy bạn dùng thì cho nên là mình bắt chước mình dùng theo thôi. Cơm chó nghĩa là cái gì? Nghĩa là những cái cặp đôi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng người ta gọi là cơm chó. À. Buổi đêm anh bị đói hả? Anh hay ăn khuya lúc mà 10. Thì không bị béo. Buồn lắm chứ. Em vậy. Ăn mãi không béo. Lười tập thể dục, anh với em lười tập thể dục. Nên kết hợp đi. Ok, chiều nào mình em sẽ rủ anh chạy bộ. Bỏ đi. Kết thúc câu chuyện tại đây luôn. Sao mọi người không lạnh rồi nhỉ? Hả? Mọi người không ai lạnh hết trơn á. Em rất là yếu, em cần phải tập thể dục gấp. Đến tiền gấp em ơi. Không mà tính ra em yếu thiệt á, anh không có lạnh miếng nào luôn á. Em ngồi hướng nó. Không, đó là anh cũng chắc hơn. Ở đường này ra được không? Mà đi như đúng rồi vậy. Đường này ra ngoài được không em? Dạ, đi được anh. Ôi, cây mai đẹp quá ta. Cái gốc này là gốc mai thiệt hả em hay là gốc gì vậy? Gốc cây gì em không biết anh. À vậy là đúng giả rồi. À công nhận anh đẹp không? Hoa giả của nương. Biết là nhìn giả như một thật á. Ừ, đẹp thật sự. Thấy không? Cái này là giữa ngàn bông hoa có một bông hoa trà bá lửa đứng trong kia. Dễ thương thật sự. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Ok anh em, bây giờ tụi mình đang lên ngọn hải đăng. Bây giờ đang là 7:50. Tụi mình sẽ lên ngọn hải đăng trong khoảng thời gian là 20 phút. 8:10 tụi mình xuất phát về nhá. Về Sài Gòn là 9:50. Cái này mọi người đi xuống khá là nhiều rồi. Có bồ mà đi lên đây là đúng bài luôn á. Nhưng mà giờ anh với em không phải bồ nhau đi lên đây là sao? Giờ mình phải làm gì đi chứ? Làm gì? Hành một đôi cơm chó cho mọi người xem. Wow, lại là cảnh Vũng Tàu về đêm. Mỗi lần đi mình sẽ mỗi quay để coi có gì thay đổi không. Đó. Đẹp không? Wow. Đẹp quá. Thành phố Vũng Tàu về đêm. Ôi, mình lên tới ngọn hải đăng rồi. Đây là ngọn hải đăng. Thật sự là lạnh luôn á. To lắm, mà hôm nay gió rất to lạnh. Quá. Cho nên là thanh niên này đang rất là lạnh. Lạnh quá mọi người. Cần anh sửa ấm không? Đây. Hợp lý thật sự. Trong khung cảnh trên này thì rất là lãng mạn. Ánh đèn nè, cờ tổ quốc, cột cờ. Và dưới đây là thành phố Vũng Tàu cùng với bờ biển xinh đẹp. Đang xa xa mà đèn chỉ dễ là một cái quán bar đang quẩy rất là sung. Ok anh em, bây giờ đang là 8:15 thì tụi mình với cả máy xuất bến về nhà anh em nha. Và hẹn gặp anh em tại Sài Gòn. Nói chung là vì là rất kẹt xe cho nên là mình 23:39 mới tới.
đội nón bảo hiểm đi xe ô tô mới an toàn nha. Thôi bye bye. À, cảm ơn em vì ngày hôm nay nhá. Ok, bye bye. Ok.